Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dữ Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi đựng tiền mini bé bé cưng cưng hình ngôi sao hai mặt. Hai mặt rất là đáng yêu. Mẫu này móc cực kỳ nhanh. Mình hướng dẫn chậm cho các bạn mới học móc để có thể móc được cái mẫu túi này. Mình sẽ sử dụng đựng khá nhiều đồ mini cưng cưng ha. Thì mình sẽ chuẩn bị bằng len mưu bò. Các bạn chuẩn bị len sợi tự do, cỡ sợi là 2mm là được nha các bạn. Và kim móc thì các bạn cũng chuẩn bị kim tự do. Mình hướng dẫn kim hai đầu cán nhựa đầu 4/0 thì tương ứng với kim 2.5mm hoặc là kim 3mm là được các bạn ha. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kéo cắt len và một chiếc kim khâu len. Kim khâu len để chúng ta khâu những đoạn chỉ thừa và rút cái sợi dây để chúng ta làm cái phần túi nè. Cho nên các bạn phải chuẩn bị kim khâu len chứ không thể thiếu nha. Thì toàn bộ những dụng cụ len, kim móc, kim đan mình đều có bán ở shop. Mình để cái link ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada để các bạn mua những cái mẫu len, dụng cụ kim đan, kim móc để các bạn móc cái mẫu túi hình ngôi sao cưng cưng bé bé này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Đầu tiên các bạn lấy cái màu đậm để chúng ta móc ngôi sao trước nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Móc vào trong vòng tròn này cho mình bằng mũi kép nha. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Các bạn sẽ móc cho mình là 14 mũi móc kép vào trong vòng tròn này nhé. 13, 14. Rồi, ngôi sao của mình là 5 cánh mà mình móc ở đây là 14 mũi móc kép. Tại sao các bạn biết là mình móc 14 mũi móc kép không? Tại vì cái phần xích này, phần lên 3 xích này mình cộng vô nữa là thành 15 mũi móc kép. 15 chia 3 là chúng ta được 5 ngôi sao nha. Cho nên các bạn chỉ móc 14 mũi móc kép là được. Rồi chúng ta sẽ xiết cái sợi len ngắn cho thiệt chặt lại nè, để tạo cái vòng tròn khép kín, nó không có cái lỗ hở ở giữa nha. Rồi các bạn sẽ đâm một mũi dời vào chân móc. Mũi xích đầu tiên, mũi xích thứ hai, mũi xích thứ ba, các bạn sẽ đâm vào cái mũi thứ tư nè. Mũi thứ tư là mũi đầu tiên của mũi kép này đó các bạn ha. À, các bạn đâm vào cái mũi này. Chúng ta kéo qua một mũi dời là xong cái vòng tròn đầu tiên nha. Rồi bắt đầu chúng ta chia ra cánh ngôi sao. Các bạn sẽ móc lên cho mình là 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi móc xích nha. Rồi bỏ chân móc đầu tiên, các bạn móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba ngoắc sợi len móc vào mũi nửa kép. Chân thứ tư mũi kép. Và chân cuối cùng là chân thứ năm các bạn. Chúng ta ngoắc hai lần len nha. Đây trên kim có 1 2 3, 3 vòng len. Rồi các bạn sẽ móc vào chân cuối cùng này cho mình một mũi kép đôi nha, qua hai sợi len. Qua hai sợi len một lần nữa và hai sợi len một lần nữa là chúng ta đã xong cái cánh ngôi sao. Rồi. Tại chân móc chúng ta lên xích này là các bạn sẽ tính là một chân móc. Cách thêm một chân này nữa là chân thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba này một mũi dời. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục lên tới cánh thứ hai tương tự công thức như vậy nha. 1 2 3 4 5. Rồi chúng ta cũng hạ xuống một mũi đơn nè. Tiếp tục chân kế tiếp là mũi nửa kép. Chân kế tiếp là mũi kép. Chân cuối cùng là mũi kép đôi là chúng ta ngoắc hai lần lên. Móc vào đây. Qua hai sợi len nè. Hai sợi len, hai sợi len. Rồi cái ngôi sao cánh thứ nhất nó sẽ khác các ngôi sao cánh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là nó khác ở vị trí này. Ở đây chúng ta có một chân móc nè, chúng ta cách một chân, hai chân tính từ điểm này nha,
điểm này là chân thứ nhất nè, cách một chân, hai chân, ba chân đó. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư đây, 1 2 3, và chân thứ tư nó khác ở chân này. Chân này là chúng ta tính từ cái mũi xích này đó, và chúng ta chỉ cách một chân, hai chân, đâm vào chân thứ ba. Còn ở đây tính từ cái điểm mà chúng ta lên xích này thì chúng ta cách đây, ở đây nè, 1 2 3, chúng ta sẽ đâm vào cái chân thứ tư này đó, tức là ở chính giữa chúng ta cách hai chân móc nha. Đó, chỉ có mỗi cái cánh đầu tiên này là chúng ta cách một chân này thôi, còn tất cả các cánh còn lại chúng ta sẽ cách y chang như cánh thứ hai này nha. Rồi mình sẽ làm tiếp tục, 1 2 3 4 5, chúng ta cũng móc tương tự công thức như vậy, mà các bạn nhớ là móc đều tay để cho các cánh ngôi sao của chúng ta nó bằng nhau các bạn nha. Là chúng ta có 15 mũi thì chúng ta chia 5 thì mỗi chân mỗi mũi là 3 nha. Rồi, cái chân đầu tiên này là cái chân chúng ta lên xích đó. Cách chân thứ hai, cách chân thứ ba, đó chúng ta đâm kim vào cái chân thứ tư này. Đó, rồi là chúng ta được 3 cánh ngôi sao rồi nè. Chúng ta còn lại nè, 2 4 6, chúng ta còn lại 6 chân móc thì các bạn sẽ chia 2 cánh ngôi sao nữa nha. Rồi mình gặp nhau ở cánh cuối cùng nhé. Rồi tại cánh cuối cùng này thì các bạn còn lại nè 3 chân móc nè. Đó, rồi thì các bạn đâm kim vào chân móc cuối cùng ở bên góc này, móc cho mình lên một mũi dời nè để nó tiếp giáp với cánh ngôi sao cuối cùng này. Đó, xong ha, xong 5 cánh ngôi sao, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi xích, xích chặt lại và chúng ta cắt len, là mình đã xong cái phần ngôi sao nha. Cắt len xong các bạn sẽ xiết sợi len ra và xiết chặt lại cho mình cái phần điểm mối nối này, kéo cái sợi dây này nó xuống ở phía dưới cho mình nha. Đó là chúng ta đã xong 5 cánh của ngôi sao rồi. Các bạn sẽ cho cái sợi len viền để chúng ta móc tiếp cái phần viền của ngôi sao nha. Rồi các bạn sẽ cho cái sợi len vào cái đỉnh của ngôi sao bất kỳ này, cái đỉnh là 1 2 3, ở cái đỉnh trong móc thứ tư này các bạn sẽ cho len vào đây, chừa cái sợi len này, lát nữa mình sẽ kẹp vào trong móc nha. Móc lên cho mình một mũi móc xích nè, đâm kim tại cái trong móc chúng ta lên xích đó, móc cho mình một mũi đơn, rồi ngoắc sợi len đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi nửa kép, ngoắc sợi len đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi kép, ngoắc hai vòng len đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi kép đôi cho mình. Rồi để hai cánh ngôi sao này nó tiếp giáp liên tục với nhau thì chúng ta sẽ có hai chân móc ở cái nách cuối này, hai chân này chúng ta sẽ chụm lại với nhau, chúng ta cũng móc ngoắc hai lần lên đây, chúng ta móc vào cái phần cái chân móc đây các bạn nha, cái chân mà chẻ nửa hai ngôi sao đó các bạn, đây móc vào đây cho mình cũng là một mũi kép đôi nhé. Rồi ngoắc lên một mũi kép đôi tiếp tục ở cái chân móc thứ tư ở góc bên cánh ngôi sao bên này. Đây, mình để gần cho các bạn xem nè, chân này nha các bạn, một mũi kép đôi. Rồi để hai cánh ngôi sao này nó tiếp giáp với nhau và nó không có bị hở ra thì chúng ta sẽ cho hai mũi kép đôi, nhưng mà hai mũi kép đôi này nó sẽ chập đôi lại với nhau đó các bạn. Thì chúng ta sẽ móc như sau, móc vào cái chân móc này nè các bạn ha, đây chân móc nó cộm rồi đó ha, một mũi kép đôi chờ đó, chờ là trên kim còn lại hai sợi len các bạn nha. Rồi các bạn sẽ để im đó, các bạn móc tiếp một mũi kép đôi chờ ở trong móc đầu tiên của cánh ngôi sao bên này, một lần lên, một lần lên. Rồi trên kim còn 3 vòng lên như thế này, chúng ta sẽ dồn lại là một nè,
Đó là chúng ta dùng hai cái mũi kép đôi này lại với nhau nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ thực hiện một mũi kép đôi, một mũi kép đôi bình thường, không có chập mũi nữa. Rồi tiếp tới một mũi kép, một mũi nửa kép. Đó, bên này là mình sẽ giảm từ từ xuống, là bên này mình sẽ tăng từ từ lên. Đó, tăng theo cái cánh ngôi sao đó các bạn nha. Rồi xong, chúng ta quay qua đây, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn nè. Tiếp tục cho cái mép cánh ngôi sao bên này nha. Xong một mũi đơn rồi, các bạn sẽ móc tiếp cho mình mũi nửa kép. Rồi đến mũi kép. Rồi tới mũi kép đôi các bạn. Rồi lại đến cái phần cạnh của hai mép len này, ở chân cuối này và chân đầu này, chúng ta cũng làm một mũi kép, một cặp kép đôi dồn mũi nha. Tương tự như mình hướng dẫn lúc nãy, chúng ta cũng chừa hai sợi len. Rồi tiếp tục cũng một mũi kép đôi chân bên này, chân đầu tiên của cánh ngôi sao kế bên. Rồi rồi trên kim còn 3 sợi len, các bạn sẽ chập lại tiếp tục. Đó, và chúng ta sẽ móc tiếp tục như vậy cho các cánh ngôi sao còn lại, trang công thức như mình hướng dẫn ở hai cánh này nha. Rồi mình sẽ gặp nhau ở chân cuối cùng này các bạn ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng thì chúng ta cũng móc một mũi dời vào chân móc của mũi đơn đầu tiên ở mép bên này, để chúng ta kéo một mũi trượt qua nha. Rồi móc xong hàng đầu tiên thì nó hơi bị dúm dúm như thế này, thì các bạn sẽ dùng tay các bạn vuốt nó ra để cho nó khỏi bị dúm dúm, và mình móc thêm một hàng nữa là nó sẽ không có bị dúm cái mũi móc này lại nữa nha. Rồi bắt đầu lên tới hàng thứ hai của phần viền, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Tiếp tục chân thứ hai móc một mũi nửa kép, chân thứ ba móc một mũi kép, chân thứ tư chúng ta móc một mũi kép đôi, rồi đến cái chân thứ năm chúng ta sẽ móc hai mũi kép đôi vào chung một chân móc, nhưng mà chính giữa hai mũi kép đôi này chúng ta sẽ móc một xích, hai xích, rồi móc một mũi kép đôi vào tại chân móc đó luôn các bạn nha, để chúng ta tăng cái phần ô vuông này. Đây mình tạo thành một góc ô vuông đầu tiên đó các bạn nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi kép đôi ở chân kế bên, rồi hạ xuống tương tự giống như bên này, là chúng ta sẽ hạ qua đây tới một mũi kép, rồi chân kế bên là một mũi nửa kép, và ba chân kế tiếp này chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn, một đơn, hai đơn, ba đơn. Rồi cái phần hàng thứ hai này các bạn sẽ móc tính theo mũi móc, chứ không phải là tính theo cạnh giống như ở phần dưới này nữa nha. Cái phần trên này là chúng ta tính theo mũi móc nè. Xong 3 mũi đơn rồi, các bạn sẽ bắt đầu lên một cụm tương tự như vậy cho mình, lên một cụm chia cái phần ô vuông như vậy cho mình nha. Bắt đầu mũi nửa kép, tới mũi kép, đến chân kế tiếp là một mũi kép đôi, rồi đến chân kế tiếp này là hai mũi kép đôi vào chung một chân móc. Một mũi kép đôi rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình một xích, hai xích, và móc một mũi kép đôi vào tại chân móc này để chúng ta chia cạnh ô vuông thứ hai. Rồi các bạn sẽ hạ xuống tương tự giống như mép bên này nữa các bạn nha. Đó, cũng hạ xuống mũi kép đôi, mũi kép đơn,
các bạn xuống cũng hạ xuống từ từ theo công thức như vậy. Mũi kép đôi tới mũi kép đơn, mũi nửa kép, mình làm lại mũi nửa kép. Rồi tiếp tục là ba mũi đơn, một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn. Rồi các bạn sẽ làm tương tự y chang công thức các cụm như vậy nha. Đó, nhớ là các bạn đếm theo mũi móc chứ không phải đếm theo cánh ngôi sao giống như hàng dưới nữa nha. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân cuối cùng này ha. Móc đến chân cuối cùng này chúng ta còn lại hai chân móc. Hai chân móc này các bạn sẽ hạ xuống cho mình là hai mũi đơn. Hai mũi đơn bên này ghép với một mũi đơn ở cánh bên này nữa là chúng ta cũng có ba mũi đơn vào liên tiếp nhau ở hai cánh như vậy nha. Rồi các bạn móc đúng thì chân cuối cùng là vẫn là hai mũi đơn. Rồi chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời ở cái mũi đơn đầu tiên chứ không phải cái mũi xích này các bạn nha. Mũi xích đầu tiên này các bỏ, các bạn sẽ vào ngay tại cái đầu mũi đơn này. Rồi kéo lên qua. Móc tới đây là nó sẽ có cái độ dúm dúm như thế này. Thì các bạn cứ nóng nóng cho nó bằng ra chút xíu nha. Rồi mình sẽ móc tiếp một hàng nữa là nó sẽ bằng ra cho mình. Đó, cứ móc tới đâu mình sẽ kéo bằng ra tới đó các bạn nha. Chúng ta sẽ lên tới hàng tiếp theo. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích, đâm kim vào tại trong móc mà chúng ta móc mũi móc xích đó. Móc cho mình một mũi kép. Rồi các chân còn lại các bạn sẽ móc tiếp cho mình là mũi chân móc một mũi kép. Móc cho đến tiếp giáp với cái phần ô vuông này. 2, 4, 5, 5 mũi kép các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc vào ô vuông này. 1 mũi kép, 2 mũi kép. Xong 2 mũi kép các bạn móc cho mình 2 mũi móc xích và đâm tiếp 2 mũi kép vào chung một chân móc. 1 kép, 2 kép. Đó, để cho ta tạo thành cái góc ô vuông á, cho nên là mình sẽ móc 4 mũi kép vào chung một chân móc và cách chính giữa là 2 mũi móc xích nha. Rồi tiếp theo cạnh này các bạn sẽ móc cho mình là 11 mũi kép liên tiếp nhau. 1 2. Rồi các bạn sẽ móc tiếp tục như vậy cho đến chân cuối cùng này là tổng là 11 mũi kép nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 là chân cuối cùng. Mỗi cạnh ô vuông là chúng ta sẽ có 11 mũi kép nha. Đó, 4 cạnh ô vuông này. Các bạn nhớ đếm là đủ là mỗi cạnh là 11 mũi kép và 4 mũi kép vào ngay cái góc ô vuông này. Và chính giữa 4 mũi kép là 2 mũi móc xích. 2 mũi kép rồi, chúng ta sẽ móc lên 2 xích và đâm 2 mũi kép vào tại cái chân móc đó luôn. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho đến cạnh cuối cho mình nha. Các bạn đếm là mũi cạnh là 11 mũi kép, các bạn đừng có móc thiếu mũi là nó sẽ không có đều cái ô vuông của mình nha. 11 kép. Ở đây các bạn cũng móc tiếp 11 kép và một cạnh ô vuông bên này. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại chân cuối cùng này nha. Rồi mình sẽ móc tiếp giáp với chân cuối cùng bên này. Các bạn móc làm sao mà để tổng cái cạnh ô vuông bên này các bạn đếm cũng phải đủ 11 mũi kép nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nó phải đủ như vậy để chúng ta mới ráp ô vuông lại được nha. Rồi các bạn sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này. Tức là mũi xích thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đâm kim vào mũi xích thứ ba đó các bạn nha. Móc qua cho mình một mũi dời.
Là chúng ta đã xong cái cành ô vuông. Các bạn móc lên một mũi xích nữa để mình cắt len và kết thúc cái phần ô vuông này nha. Siết chặt lại. Sau khi móc xong là các bạn cũng phải lấy tay, các bạn sẽ vuốt ra để cho nó thẳng. Đó. Tại vì cái phần mà họa tiết ô vuông này á, nó có ở cái phần ngôi sao này, nó bị dính với cái đoạn này, cho nên là các bạn phải vuốt đè ra như vậy nha. Đó. Nếu mà các bạn làm mẫu túi nhiều ô vuông hoặc là làm đế lót ly là những màu áo cargan, các bạn đều phải vuốt ra nó mới thẳng được như vậy nha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị tương tự cho mình một mẫu y chang công thức như vậy nữa, là chúng ta sẽ ráp hai miếng lại với nhau để tạo thành chiếc túi nha các bạn. Và nhớ là hai miếng chúng ta đều áp cho nó thẳng đó, khi vuốt là nó sẽ bằng phẳng như vậy. Rồi các bạn sẽ bắt đầu ráp túi lại cho mình nha. Chúng ta sẽ lấy cái len màu của hình ngôi sao đó để mình ráp viền nha. Và khi ráp viền thì các bạn sẽ áp hai cái mặt thuận nó ở bên ngoài và hai cái mặt ngược nó sẽ quay vào bên trong này, để chúng ta sẽ bắt đầu ráp hai miếng lại với nhau. Và khi ráp các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt ở cái sợi dây màu đậm này để chúng ta đưa vào lúc ráp, cái sợi dây nó không bị tuột nha các bạn. Rồi cho kim vào đây tại trong móc này các bạn ha, và cái mép ở dưới các bạn cũng cho tại trong móc này và kéo sợi len qua. Nhớ là hai trong móc nó phải khớp với nhau các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào tại trong móc mà chúng ta vừa lên xích đó. Các bạn móc vào đó cho mình một mũi đơn nha, tại hai chân móc bên này và bên này các bạn phải đưa vào cho nó khớp với nhau. Móc lên cho mình một mũi đơn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đưa kim vào chân tiếp theo ở hai mép len luôn, mép bên này và mép bên này. Các bạn cứ móc mũi chân móc, các bạn móc cho mình là một mũi đơn nha. Đó, đưa luôn hai mép như vậy để mình ráp hai miếng lại với nhau đó các bạn. Các bạn cứ đi đều như vậy cho mình, đừng bỏ sót trong móc nào hết nha. Rồi đến tới cái cạnh ô vuông, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng mũi để cho cái ô vuông của mình nó đều, nó không có bị mo cái túi lại đó các bạn. Các bạn móc thiếu mũi ra cái túi của mình sẽ bị rúm rúm lại, nó không có được thẳng ra. Đếm đủ 11 mũi cho mình, đừng có sót mũi các bạn nhé. Ta sẽ bắt đầu móc vào cái phần cạnh ô vuông này ha. Cạnh ô vuông này các bạn sẽ thêm mũi cho mình để cái phần góc này nó bo đều mà nó không có bị thiếu mũi nè. 1 2 3. Các bạn thêm 3 mũi vào tại cái góc này cho mình nha. Rồi bắt đầu chúng ta móc tiếp theo. Ở đây chúng ta móc tiếp theo, mũi trong móc một mũi đơn nữa các bạn nha. Các bạn cứ móc đều như vậy, mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi đến tới cái chân mà chúng ta chừa này, các bạn cũng móc 3 mũi đơn vào chung một cái góc ô vuông này. Còn toàn bộ mũi chân móc ở bên này các bạn sẽ móc đều mũi chân móc một mũi đơn y chang như cạnh bên này vậy nha. Rồi mình sẽ gặp nhau ở chân cuối. Các bạn ráp tới cái phần cạnh thứ ba này thôi, còn cái cạnh trên cùng này các bạn sẽ chừa lại ha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta cũng móc một mũi xích để chốt len và cắt len nha. Các bạn móc đều tay thì chiếc túi của mình nó sẽ mo mo như vậy. Rồi chúng ta sẽ nắn canh chỉnh lại. Đó, canh chỉnh là cái túi của mình nó sẽ bằng ra như vậy nha các bạn. Mình sử dụng được hai mặt, mặt nào cũng là mặt thuận hết á. Đó. Nhớ là móc đều tay các bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ dùng cái sợi len mà màu viền đó, chúng ta sẽ ráp tiếp tới cái phần thân của chiếc túi nha. Đầu tiên các bạn sẽ cho kim vào đây, vào tại cái chân ô vuông đó các bạn. Móc lên cho mình là 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Rồi mình sẽ kẹp cái sợi len ngắn này đi theo cái chân móc luôn các bạn nha. Móc vào cái ô vuông đó cho mình 1 mũi kép.
qua tới cái ốc vuông bên này các bạn cũng móc tiếp cho mình là hai mũi kép vào chung một trong móc nữa. Rồi các bạn sẽ móc tiếp mũi trong móc một mũi kép cho mình đều từ góc này qua bên góc này là mũi trong móc một mũi kép cho mình nha. 2 3 4 đó, các bạn cứ móc đều mũi chân một mũi kép cho đến cái cạnh góc của vuông này chúng ta lại thêm mũi vào nữa nha. Mình đã móc xong đến chân cuối cùng thì ở đây chúng ta có là 2 4 6 8 10 12 14 15 mũi kép các bạn nhé. Đó, 15 mũi kép. Rồi chúng ta sẽ móc vào cái cạnh ô vuông này hai mũi kép. 1 mũi kép, 2 mũi kép. Qua tiếp cái cạnh ô vuông bên này chúng ta cũng móc hai mũi kép vào trong một trong móc. Đến phần ô vuông từ đây qua bên này các bạn sẽ móc tiếp cho mình liên tiếp mũi trong móc một mũi kép. Cái mũi kép ở cái chân đầu tiên này các bạn đừng bỏ sót nè. Mũi trong móc một mũi kép tức là chúng ta có 15 mũi kép nha. Rồi mình sẽ gấp nhau ở chân cuối này các bạn. Đến trong móc thứ 15 này thì các bạn sẽ móc tiếp vào cái cạnh ô vuông này cho mình một mũi kép nữa. Rồi chúng ta sẽ kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép đây. Kết thúc cái hàng đầu tiên này chúng ta sẽ có tổng là 15 kép bên này, 15 kép bên này là 30, 4 kép bên này, 4 kép bên này cộng lại nữa là thành 38 chân móc. Các bạn ha, 38 chân móc. Rồi bắt đầu lên thêm cho mình một hàng móc nữa thì các bạn sẽ lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đâm kim vào trong móc đầu tiên này một mũi kép, trong thứ hai một mũi kép, các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi trong móc một mũi kép không tăng mũi nữa nha. Ở hàng này các bạn sẽ có tổng là 38 trong móc không có tăng mũi và cũng không có thêm mũi các bạn ha. Mình sẽ móc đều như vậy mỗi trong móc một mũi kép cho đến chân cuối cùng này luôn. Mình đã móc đến chân cuối cùng để các bạn cũng kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này nhé. Kéo lên qua là mình đã móc xong hàng thứ hai của phần viền nha. Rồi chúng ta sẽ móc cái phần miệng túi bằng cách viền như thế này. Các bạn lên cho mình một xích, hai xích, đâm kim vào chân, chân đây là chân thứ nhất, chân này là chân thứ hai nha. Kéo lên qua móc cho mình một mũi dời. Móc lên một xích, hai xích. Cái chân lên xích đó chúng ta không có móc vào mà chúng ta móc vào chân thứ hai. Móc tiếp cho mình một mũi dời. Một xích, hai xích, đâm kim vào chân tiếp theo một mũi dời. Một xích, hai xích, đâm kim vào chân tiếp theo này một mũi dời. Đó, các bạn cứ lặp lại công thức như vậy cho mình nha. Đây là mình tạo cái phần le của cái miệng túi á, nhìn cho nó cưng cưng á các bạn. Rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho đến chân cuối cùng, nó đã tạo thành cái phần dúm 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 của miệng túi cho đẹp nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng thì để tiếp giáp chân cuối cùng với chân đầu tiên, đây hai chân nó gần nhau, các bạn cũng móc lên cho mình một xích, hai xích và đâm kim vào tại cái nách cuối nha các bạn. Đây cái nách cuối cùng này nha, đâm kim vào đây cho mình một mũi dời, kéo lên qua nè, rồi siết chặt lại, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích nữa để chúng ta cắt lên nha. Tại sao các bạn phải móc một mũi móc xích? Tại vì móc một mũi móc xích như vậy để chúng ta chốt lên nó khỏi bị tuột ha. Mình xài một thời gian siết chặt lại là cái sợi len của chúng ta nó không có bị bung ra. Rồi chúng ta dùng kim khâu len nè, giấu hết các đoạn chỉ thừa lại cho mình nha. Mình sẽ giấu một sợi để các bạn sẽ móc, sẽ làm tương tự như vậy cho các sợi len còn lại nha. Đó, đưa cái sợi chỉ thừa nó vào sâu bên trong. Thế là chúng ta giấu khoảng 5 đến 7 chân móc là mình đã hoàn thành xong cái sợi giấu len nè. Rồi cắt cái đoạn chỉ thừa đi.
Lúc nãy ở trong túi á, còn những cái sợi chỉ thừa bên trong này nè, với các cái sợi bên ngoài này. Các bạn cũng giấu tương tự như vậy nha. Mình gặp lại các bạn sau khi các bạn đã giấu xong các sợi chỉ thừa nè. Sau khi giấu các đoạn chỉ thừa xong thì chúng ta đã hoàn thành xong phần túi. Mình sử dụng được hai mặt đó các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ móc tới phần dây rút nha. Dây rút thì các bạn muốn móc sợi dây rút bình thường hoặc là các bạn móc sợi dây rút mà nó có cái bông hoa năm cánh nó làm điểm nhấn y chang như ngôi sao này nữa, thì các bạn sẽ móc cái bông hoa cho mình như thế này nha. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, rồi móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn này một mũi kép. Móc một xích, hai xích, móc tiếp vào trong vòng tròn này một mũi kép nữa, hạ xuống một mũi đơn là chúng ta đã hoàn thành xong cánh thứ nhất. Cánh hoa thứ nhất là hai mũi kép và chính giữa hai mũi kép là hai mũi móc xích nha. Rồi bắt đầu tới cánh hoa thứ hai, các bạn móc tiếp cho mình một mũi kép và lên hai mũi móc xích, hạ xuống một mũi kép, hạ xuống một mũi đơn là chúng ta đã xong cánh hoa thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy ba cánh còn lại nữa các bạn ha. Mình đã móc đến cánh hoa thứ năm, thì cánh hoa thứ năm mình đang là mũi kép thì chúng ta cũng hạ xuống một mũi đơn nhé. Rồi mình sẽ xiết cái sợi len ngắn này lại nè, xiết chặt thật chặt lại. Chúng ta đã xong cái bông hoa năm cánh rất là đơn giản các bạn. Đó, nó đã tạo hình được bông hoa năm cánh rồi. Xiết chặt cái sợi len ngắn này chặt lại và các bạn sẽ móc cái sợi dây này lên cho mình bằng mũi xích nè. Rồi tại đây chúng ta sẽ móc lên mũi xích nha. 1 2 3, móc cho mình tổng là 60 mũi móc xích cho sợi dây này nhé. Còn nếu các bạn mà móc không đếm á, các bạn sẽ móc ướm án chừng như vậy. Đó, mình án chừng vào trong cái túi này là vừa là được nha. Đó, cái sợi dây nó nằm ở bên này. Án chừng như vậy thôi là mình sẽ cắt cái sợi dây này đi để chúng ta luồn vào trong túi là được nha. Đưa cái kim ngoắt cái sợi len này ra, siết chặt lại là chúng ta sẽ chốt len được. Rồi chúng ta đưa cái kim khâu len vào để mình luồn cái sợi dây này vào trong chiếc túi nha. Bây giờ các bạn sẽ mặc định là bên nào các bạn xài thuận. Đây, các bạn cho bên nào xài thuận, bên này hoặc là bên này, thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa kim khâu len vào từ cái góc bên này. Sợi dây nó ở bên này các bạn nha. Rồi các bạn sẽ cho mình là 3 mũi lên, 3 mũi xuống. Đó, để sợi dây nó vào một đoạn như thế này. Rồi các bạn cứ luồn như vậy cho mình nha. 3 mũi lên, 3 mũi xuống. Để nó tạo thành cái đường chích chắc đó các bạn đó ha. Đó, mình luồn như vậy cho đến chân cuối cùng. Rồi nè, 3 xuống nè, 3 lên nè. Đó, đó các bạn móc đúng á, thì tất cả các chân móc đều còn lại là 6 mũi nè. 3 xuống, 3 lên. 3 lên là nó vừa chạm với cái sợi dây ở bên này. Đó, rồi chúng ta sẽ điều chỉnh cái sợi dây cho nó bằng lại nha. Khi sợi dây bằng rồi thì các bạn sẽ dùng hai cái sợi len thừa này nè, mình sẽ cột cuốc nó lại với nhau, cột cho nó sát vào trong cái nhụy hoa đó các bạn, sát vào trong cái chân móc này luôn. Rồi chúng ta sẽ cắt len đi nha. Đó, đưa cái sợi dây này sát vào trong này, cột cuốc lại cho mình hai vòng cho thật là chặt. Rồi chặt xong, các bạn dùng kim khâu len, mình sẽ khâu hai cái sợi này giấu vào trong phía dưới cái bông hoa luôn, để nó giấu cái sợi len, chứ các bạn cắt ngắn là nó sẽ bị tuột nha. Mình giấu một sợi hoặc là hai sợi luôn cũng được.
Đây, tại đây các bạn sẽ giấu cho mình vào trong cái cánh hoa này. Đưa hai sợi lên luôn, giấu khoảng tầm 3 cánh hoa là nó sẽ chặt cái mối nối của chúng ta nha. Rút hết hai sợi len qua luôn. Xong rồi và chúng ta cắt các cái đoạn len thừa đi nha. Rồi mình điều chỉnh chiếc túi lại cho nó bằng, nó thẳng thóm. Đó, đựng được khá nhiều đồ đó các bạn. Tiền, thẻ hoặc là những cái thỏi son mini bé bé các bạn cho vào chiếc túi này cũng rất là cưng đó ha. Đó, mình đè lại thì cái túi của mình nó sẽ bằng ra như vậy đó các bạn. Mình thì thường sử dụng ở mặt ngược này, mặt thuận nó nằm bên này nha, còn mặt ngược bên này thì mặt ngược thì đẩy cái túi lên nó mo mo là nhìn rất là lạ mắt nè. Rồi, thế là mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong cái mẫu túi đựng tiền, đựng đồ mini bé bé cưng cưng, móc rất là nhanh các bạn ha, mẫu lạ mắt nhưng mà nhìn cũng rất là thời trang đó các bạn. Rồi nếu mà các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like với nha. Và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ rep, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Và bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.